À, kính thưa quý vị và các bạn, đấy là con gái Đắc Minh à. Bà này chơi tông nhưng mà một đứa con rồi. À, hiện tại đã đang leo trụ tiêu khoảng cỡ cái trụ này phải hơn 6 mét. Nhưng mà tiêu lên mới được 5 mét rưỡi. À, bây giờ thang được có 4 mét thôi, người bà 1 mét 1. À, bà treo lên được cái là đứng trên cái đầu thang mà rồi là dốc độ nghiêng 45 độ. Chà chà.